Rồi mình xin kính chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay thì mình mới nhận được cái bộ này nè các bạn. Thì dàn karaoke gia đình. Nhưng mà hình như là cái anh này phải rồi, hồi nãy anh nói là anh chỉ xài micro dây các bạn ạ, chứ không có micro điện tử không dây ha. Đó, cho nên là mình đã nói với anh khách này thì mình sẽ đóng thành một cái chiếc loa kéo. À, mình sẽ thu gọn thành chiếc loa kéo và trong đó mình sẽ lắp luôn bộ mi đó, trong đó là có bo eco nè. Mình nếu mà nó hay á, thì mình cứ để mình xài, nếu không hay thì mình sẽ lắp cái bo eco khác và mình lắp cái bo bluetooth đó, rồi trong khi đó mình sẽ làm lắp ráp thêm một bộ mi luôn đó. Mà dàn này thì các bạn nhìn các bạn cũng biết rồi đó, thì chắc chắn là chúng ta phải hỗ trợ một cặp loa ca nữa rồi, chứ không đường nào các bạn. Tại vì cái vốn của mấy cái thùng này là thường thường là nó vậy các bạn ơi. Tại vì cái diện tích của nó vậy là chỉ có hai cái chép tròn hai bên thôi. Đó, các bạn thấy không? Chỉ có hai chép tròn hai bên thôi, chứ nó không có loa ca hỗ trợ các bạn. Còn nếu mà mình muốn làm một cái dàn mà cho nó hay, tiếng ca nó đạt, nó sáng và nó nhẹ ca thì chúng ta bắt buộc phải lắp thêm cái loa ca. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn thử coi coi là cái amply của chúng ta nó có đáp ứng đủ cái vấn đề là nó đáp ứng đủ cái lực để nó đánh cặp loa này hay không, nó dư hay hoặc nó thiếu. Nếu mà nó dư lực thì mình có thể mình lắp ráp thêm hết các bạn nha. Nè, như anh có mở cái gì lủng, bị lủng lủng cái này nè, lủng cái gân này. Cái loa nói chung thấy vậy chứ cũng tương đối đẹp các bạn. Thì thằng này chắc theo mình nghĩ chắc khoảng con từ khoảng 38 các bạn, 38 2 lớp hoặc là 4 lớp, chứ còn chắc mình nghĩ chắc nó không dưới. Các bạn thấy cái màn này là cũng tốt nha các bạn nha. Thằng này nó thì cũng tựa tựa như mấy cái dòng Calisua rồi đó các bạn biết không. Còn cái này thì cái hiệu Yuntong các bạn, Yuntong chứ. Các bạn thấy cái hiệu Yuntong BA203 La Mã. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình xem thử coi cái loa ở trong là nó còn mấy ha. Rồi mình sẽ xem cái từ của nó như thế nào nha các bạn nha. Rồi thì mình đã tháo hết ốc ra rồi các bạn. Thì cái loa này là tổng cộng nó 8 ốc nha các bạn nha. 8 con. Thì các bạn thấy những cái dòng loa mà nó hơi tốt chút xíu đó, các bạn nhìn cái viền này các bạn cũng phát hiện nữa. Và những cái con ốc người ta phan ở đây là nó tới 8 con. Còn như những cái loa thường thường là cái độ rung nó thấp các bạn, cho nên là chỉ xài có 4 con 4 góc thôi à, thường thường là nó vậy à. Thì nội mà các bạn thấy cái dòng loa của người ta mà người ta chia 8 con này thôi, các bạn thấy là cái dòng này nó cũng dạng đỡ rồi, chứ không phải là dạng tệ các bạn. Và mình nhìn cái màn này mình cũng biết nữa các bạn, cái gân này nè, cái gân này cực kỳ bền nha các bạn nha. Cái cân này nè, nó muốn biến dạng là hơi khó đó. Nó chỉ là gặp cái xăng thơm mà khi mình gã màn nó mới bị thôi, chứ còn thật sự muốn nó biến dạng cũng hơi khó đó. Tại vì cái gân này gân tốt nữa các bạn. Loại này là loại xịn đó các bạn ơi. Nói chung là xịn thì không xịn, nhưng mà loại tốt đó các bạn. Xịn là chỉ có lo thái rồi đồ nó mới xịn thôi. Bây giờ để mình coi thử cái từ rồi sao nha. Ồ, quá đã các bạn ơi. Quá whip. Cỡ này thì lên dàn karaoke gia đình mà lên mà lo kéo thì ngon rồi các bạn ơi. Nên thì bây giờ các bạn cũng đã biết rồi đó, theo bây giờ nè, như cái dàn đồ này nè, nếu như các bạn thích một cái chiếc loa kéo ở ngoài chợ, các bạn muốn mua về à, để mình ca mình hát chơi à, thì nó tiện lợi là con cái mình có 4 bánh xe, mình muốn kéo đâu mình kéo. Nhưng mà trong khi đó các bạn phải đem thêm cục tiền nữa, các bạn đi mua thêm một chiếc loa kéo khác nghe các bạn nha. À, cho nên là ở đây mình tận dụng là mình sẽ thu gọn cái dàn này lại à, thì nó sẽ rẻ tiền hơn đó. Và nó cái dàn đồ này chúng ta không bỏ đi, tại vì khi mà chúng ta thích cái dàn đồ này hồi đó chúng ta mua cũng đã một cục tiền rồi. Thì bây giờ nếu như chúng ta bỏ mà đi mua một chiếc loa kéo khác thì các bạn sẽ bỏ thêm một cục tiền nữa đó. Đây là cái ý tưởng là thật sự mà nói thì mình rất là đạt được những cái yêu cầu của các người khách đó, và người ta rất hài lòng về cái vấn đề này các bạn. Cái vấn đề này là vấn đề mà thật sự người ta rất là thích. Mình không có đem cái kéo cho nên mình quay dây điện cho Đức mình để mình cầu thử cái loa các bạn đó. Thì mọi người rất là thích cái kênh của mình, hoặc là dòng dòng xóm giềng, hoặc là trong tỉnh ngoài tỉnh nhiều gì, người ta thấy những cái hành động của mình và những cái việc làm của mình, người ta thấy rất là hữu ích. À, tức là chúng ta chống lãng phí
Đó, theo bây giờ các bạn thích cái loa kéo thì các bạn phải bỏ cái này. Đó, mà bỏ cái này các bạn bán giống như giá ve chai thôi. Đó, cái amply này ở trong hiện tại giống ve chai bán giỏi lắm chừng 100.000 các bạn. Đó, và nó vô nó thu những cái người mà đi mua đó thì thu giỏi lắm chừng 50-70.000 dữ lắm mà các bạn, chứ không có trên nữa. Đó, còn những cái người mà biết xài thì khác nữa. Thì một lát nữa mình sẽ mở cái amply này ra luôn. À, để cho các bạn xem thử ở trong này là cái gì, và sẵn mình cũng muốn xem luôn chứ không phải là cho các bạn không. Thì mình không có thời gian cho nên là mình mới đem về thì bắt đầu mình mở ra liền và mình bắt cầm cái điện thoại lên mình quay cho các bạn xem liền, các bạn thấy không? Đó, ngon lành nha các bạn. Đó, cái mặt bích sắt là các bạn thấy tuyệt vời, ngon luôn nè, các bạn thấy rất là dày. Đó, miếng trên miếng dưới nó rất là dày. Đó, thì cái vấn đề này các bạn hãy nhìn cho kỹ, tức là cái lực từ trường, cái lực hút của cái miếng cái 500 này nó lớn thì cái miếng này nè người ta mới làm dày được các bạn. Còn nếu như cái lực hút của cái 500 này nó yếu thì các bạn chỉ làm mỏng thôi. Nếu mà nó yếu mà các bạn làm dày thì cái lực từ trường nó sẽ không có, nó cái độ hút nó sẽ không có. Đó, cho nên là các bạn nhìn vào những cái này là các bạn thấy, các bạn biết nó rất là lực đó. Thế vậy chứ thì bây giờ cái hè cái những cái món đồ này thì dạng như nó ca, chỉ ca trong nhà trong phòng các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy là khi mình sao mình làm là có thể mình đem ra tới hàng ba tức là nó không phải là cái loa ra ngoài trời thiệt, nhưng mà nó là ra tới hàng ba là thấy cũng ổn rồi các bạn, là ngon rồi. Tại vì cái này là đồ này là chỉ là trong phòng thôi. Đó, và một các bạn biết tại sao không? Tại cái thứ nhất á là cái thùng này nè, nó có cái độ ấm các bạn, nhưng mà nó không có độ lực. Đó, là nó chỉ có hai cái lỗ hơi này, nó không có độ lực. Là cái thứ nhất, cái thứ nhất là cái hậu nó cạn các bạn, cái hậu nó cạn cho nên là người ta làm cái lỗ thông hơi này nó nhỏ. Nếu mà các bạn làm cái hậu mà nó như thế này phải không, nó cạn mà các bạn làm cái lỗ thông hơi lớn thì cái tiếng bass sẽ không có. Là tại vì khi nó vô đó rồi là nó thoát ra là nó thoát một cái cách rất là dễ dàng, là nó cũng không còn độ ấm. Đó, chứ không phải là các bạn thấy nó cạn mà các bạn làm cái lỗ hơi này cho lớn được đâu. Các bạn thấy cái gì, cái vấn đề mà cần để làm một cái chiếc loa kéo hoặc là làm cái sản phẩm bên mà cái âm thanh này nó rất là khó các bạn, chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Đó, nhiều khi các bạn thấy người ta làm nó như vậy đó, nó hiệu quả nó được, nhưng mà tới khi các bạn làm không có đúng bài bản thì nó cũng chẳng ra gì hết. Cái lời mình nói thật. Thì ở đây thì các bạn thấy cũng đã thấy rồi ha, cái này thì con 38 là chắc chắn thôi chứ không có đường nào chạy khỏi các bạn, từ 38 chứ còn không bao giờ dưới được. Còn cái vấn đề 2 lớp hay 4 lớp thì mình không nắm rõ nha. Cái gì có thì mình nói, không thì mình nói không, chứ không phải là mình là thứ dữ gì mà nhìn vô cái món đồ đó là nói nó chắc chắn là gì là không đúng nha các bạn nha. À, mình cái nào mình biết thì mình nói, không biết là mình nói không biết thiệt. Chỉ là mình dám chắc chắn là con 38 nhưng mà không biết nó 2 lớp hay 4 lớp thôi. Mà thằng này, cái dòng này có thể là 4 lớp các bạn, chứ có không dạng tệ đâu. À, thì bây giờ mình mở một chiếc thôi nha các bạn nha. Tại mình không có thời gian, mình chỉ mở một chiếc cho các bạn xem thấy cái này thôi. Nó và cái video của mình là có một cái ý tưởng là muốn làm để cho cái anh khách này anh nhìn thấy được là khi mà mình lắp ráp cái bộ này là mình sẽ lắp ráp bằng cái kiểu gì. Nó khi mà anh đưa tiền đưa vốn ra cho mình làm thì anh có cảm thấy xứng đáng cái đồng tiền hay không. Đó, cái điều đó rất là quan trọng nha các bạn nha. Làm ăn thì làm ăn, tiền bạc thì tiền bạc, nhưng mà cái gì cũng phải đâu đó cho rõ ràng. Tức là khi người ta muốn, các bạn muốn lấy tiền của người khác thì ít nhất các bạn phải cho người ta hiểu được là các bạn đã làm gì. Đó, bởi vì cho nên là cái vụ âm thanh này ưa có cái tình trạng mà bị lầm các bạn. Tại vì họ ráp ở bên ngoài thì thấy nó rất là đẹp, nhìn thấy nó rất là đẹp, rất là sang trọng, nhưng mà khi ở đồ ở trong á, cái đồ ở trong á nó quan trọng hơn rất là nhiều. Đó, các bạn thấy cái bề ngoài nó vậy chứ chưa chắc gì ở bên trong là nó là đồ ngon. Đó, những cái món đồ này nó cũng giống như con người chúng ta thôi. Đó, nhiều khi các bạn thấy cái người đó rất là đẹp, rất là quý phái lịch lãm,
nhưng mà trong lòng họ nhiều khi cũng chưa chắc gì tốt nữa bạn, nó cũng giống hệt như một cái con người chúng ta thôi đó. Cho nên là không thể nào mà chúng ta nhìn qua cái vẻ bên ngoài mà chúng ta đánh giá một cái sản phẩm đó 100% được đó. Cho nên là cái vấn đề đó rất là quan trọng đó. Cho nên là mình ở đây mình làm là phải làm sao cho nó cặn kẽ đó, để cho cái khách hàng mà khi đến với mình là có cái sự hài lòng tuyệt đối, không có gây ra những cái gì đó gọi là nghi ngờ đó. Như vậy mình mới phát triển được các bạn đó. Thì các bạn là sống tốt thì quyết định các bạn phải gặp người tốt thôi, chứ cái điều đó là cái quy luật ở đời, nó không bao giờ mà nó thay đổi được các bạn. Cái đó là mình thật sự mình nói thật. Bây giờ mình sẽ mở nó ra nha các bạn nha. Bây giờ mình làm cái gì cũng ên cho các bạn ơi, tại vì mấy đứa con của mình nó còn nhỏ quá à, cho nên là cái vấn đề mà nó ghi hình như thế này nó không gành các bạn, cho nên là mình làm cái tay một là các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy chưa? Hai cái tủ ghim nó còn luôn, hai cái tủ ghim còn luôn nha các bạn nha. Đây, cái này thì tương đối ngon các bạn, này chắc dây đồng. Đó, 4 con nha bạn, mỗi kênh 4 con là cái này mình gọi là 8 con. Để bây giờ mình coi cái boy cô của nó coi sao. Mà mấy thằng này không có tệ nha các bạn nha. Nói chung nó không có tệ đâu. Đó, cái boy cô này cũng ngon nha bạn nha. Cũng được chứ không gọi là ngon dữ các bạn. Chừng nào mà nó chạy được cái con IC lớn mấy cái boy cô đó nó mới hay dữ các bạn. Còn như mấy cái này thì cũng được. Cái bo này nhìn nó làm như cái màu nó tựa giống như mấy con ghe ếch vậy đó các bạn. Nó làm cái màu á, cái màu nó hơi vàng vàng, ngã vàng tí. Ngon, nói chung là cũng ổn. Nhưng mà mấy cái vàng volume này kia chắc hư hết rồi các bạn ơi. Nói chung vàng này lâu rồi, người tại anh ấy không có xài. Nó giống như mua đặt ở trong nhà cho có vậy thôi. Chứ còn ít có xài. Đó, thì cái mặt trước này thì hình như bằng mũ các bạn ơi. À, cái mặt trước này bằng mũ sơn đen, nhưng mà người ta sơn hay quá các bạn ơi, giống như là người ta gam bằng kim loại vậy đó các bạn. Thằng này nó cũng tựa giống như kali sua các bạn ơi. Nói chung đồ thì thấy nó tựa không, cái cặp loa cũng vậy. À, mình cũng đã từng gặp rất là nhiều rồi, thì mình thấy nó giống nà ná. Nhưng mà nói chung cái này ngon các bạn. Thì nó không phải là cái hàng tra tấn nha bạn nha, nhưng mà nó là cái dạng thưởng thức hay đó, chứ không phải là không hay đâu, nói thật. À, cái này nếu mình nghe thưởng thức thì nó rất là hay. À, còn tra tấn thì chắc có lẽ là không tra tấn. Tại vì các bạn thấy cái em ly này nó chỉ có 8 con thôi. À, mà cái loa thì nó cũng 2,5 tấc. Mà cũng dạng vừa vừa thôi chứ chưa gọi là dữ. Cho nên là nói về cái vấn đề tra tấn thì chắc tra tấn không được. Nhưng mà thưởng thức thì mình bao hay nha các bạn nha. Mình bao hay đó. Mình sẽ thiết kế thêm một cặp loa ca nữa. Và mình sẽ đổi cái cặp chép này luôn. Chép này mình không xài nữa. Mình sẽ đổi về một cái cặp chép còi đó. Là mình cứ mà lắp ráp vào đây là thì ngon thôi các bạn ơi, chứ không có gì khó. Và cái amply này hình như là đang hoạt động rất tốt nha các bạn nha, không có hư gì hết, chỉ là nó dơ những cái volume đó thôi. Thì thật sự thì những mấy cái đó thì cũng không có bao nhiêu tiền các bạn, nhưng mà đối với mình nó rất là tốn thời gian. Tại vì khi mà mình đã đóng thùng xong là mình phải sơn, phải này phải kia, rồi xong mình phải vệ sinh trong này hết đó, và mình câu dây loa ra mình nghe coi nó đồng hay không, hay là hoặc nó thiếu cái gì, nó dư cái gì mình sẽ bổ sung vô cho nó. Chứ không phải là đem về như sao thì gáp y như vậy. Các bạn muốn hay như ý của mình thật sự nó khó chứ không phải là dễ đâu. Nhưng mà cái phần đó thì mình đã nhận thì mình sẽ bảo đảm về tất cả những cái vấn đề đó hết đó. Cho nên là bây giờ mình cứ để đại ốc ở đây, tại vì nữa mình còn vệ sinh nữa các bạn, chứ không để được đâu, bụi dữ lắm nè các bạn. Bụi quá trời bụi nè, bạn thấy không? Còn cặp thùng thì thôi rồi luôn các bạn ơi, dán bị ướt nước nó nở nè các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy nó dán gì ấy, thật sự nó không bao giờ bằng cái thùng sơn được các bạn. Cái thùng sơn là mình tủ keo xong rồi mình tủ nước sơn vô nó chất lượng lắm. Còn cái vấn đề mà thấm là nó chống rất là hay. Còn cái này thì các bạn thấy dán thì nó đẹp vậy thôi, chứ còn dán cái lớp này nè các bạn, thì các bạn thấy nó đẹp vậy thôi, chứ còn nếu mà gặp nước thì chết liền.
Nhưng mà xài âm thanh mà để cho nó ngập nước kiểu này thì mình đã là không đúng cái quy luật của cái âm thanh rồi đó các bạn. Đó, nhưng mà tại vì mình bất cẩn thì mình phải chịu thôi. Chứ còn nói về cái vấn đề mà nói xài âm thanh mà để cho nước vào thì thấy go thua rồi. Đó, về điện tử này mà để cho nước vào thì mình coi như là mình đã thất bại rồi. Đó, chứ mình không có trách ai được. Tại vì mấy cái này là chưa có ai mà nói với các bạn là đem về mà ngâm nước được mà. Nên mà mình thì đem ngâm nước thì phần đó thì mình phải chịu ơn mình thôi chứ không biết. Chứ biết sao giờ hết các bạn nha. Đó, bây giờ thì toàn bộ đóng bằng dán ép MDF không chứ đâu phải đóng bằng khối cây bằng một cái khối cây đâu mà chống được nước tốt được. Thì tại vì mình bất cẩn thì mình phải chịu thôi. Cái vấn đề đó là cái quy lực. À, còn vấn đề mà nói gọi là thuận sơn thì các bạn khỏi lo, mình mà chịu sơn thì nó chống nước rất là tốt. Cái cặp vỏ này nói chung mấy cái này nó dở mà, nó giòn khấu, cái này làm mạnh tay là gãy bể liền, dở bẹt à. Đó thì mình muốn nói với tất cả các bạn là mình nói rất là nhiều lần. À, chơi âm thanh thì phải lựa cái gỗ nào cho cái chất âm nó tốt. Chứ chúng ta không thể nào mà lựa cái gỗ mà gỗ tốt được nha các bạn nha. Ở đây thì mình luôn luôn là nói với tất cả các bạn như vậy. À, một cái vỏ mà đóng đúng với cái dáng nó nghe khác. Còn cái vỏ mà đóng để dành cứng cáp mà nó ấy thì nó khác các bạn. Cái bát nó cứng nó không dở sâu được, tại vì cái dáng nó có độ đàn hồi được thì cái bát nó tất nhiên nó phải hay hơn. Đó, nói vậy thôi. Đó, còn bây giờ không tin thì các bạn cứ đem một cái dáng khoảng 2 phân đó, các bạn đóng thành thùng, chẳng hạn như cái dáng mít hay dáng gì mà dáng cứng đó, các bạn cứ đóng nghe không ra ôn quái chứ các bạn. Đó, cái đó là mình đã từng thử luôn á, hồi đó là mình từng mua dán về để mình đóng thành cái thùng luôn đó các bạn, nhưng mà nghe không được các bạn ơi, nghe cái bát nó phụp kỳ lắm. Còn những cái dán mà nó chuyên về dùng cho cái âm thanh, các bạn nghe nó phình, nó nghe đã lắm chứ không phải nó nghe phình phịch giống như là mình đập thùng bê đó các bạn ơi. Thế gì nó rất là khó các bạn. À, nhưng mà ở trên đời này cái gì nó cũng có một cái quy luật bù trừ hết các bạn ơi. Được cái này thì nó sẽ mất cái kia. Nó là vậy. Đó, còn bây giờ thì nói về cái phần âm thanh này, cho tới hiện tại bây giờ mình cũng dám hứa với các bạn là trên cái xã hội bây giờ chưa có ai nói là gáp cái dàn âm thanh mà gọi là đỉnh cao nhất hết. Chưa ai dám nói. Là các bạn biết tại sao? Một cái thứ nhất là tùy theo cái người nghe nữa. Đó, cái thứ nhất là các bạn gắp đẹp, gắp hay, nhưng mà các bạn nghe bằng cái lỗ tai của các bạn thì khác, nhưng mà cái lỗ tai của người khác khác. Đó, cái dàn âm thanh này giống hệt như là con ai nấy cưng các bạn, tại các bạn gắp thì các bạn phải nói hay rồi. Đó, nhưng mà cái người khác người ta nghe cũng vẫn không hay nữa. Cho nên về cái vấn đề mà nói mà gáp cái âm thanh này mà hay đúng chất 100% hồi đó tới bây giờ chưa ai dám lên tiếng các bạn. Tại vì mỗi một cái cách nghe khác nhau. Đó, cho nên là các bạn không thể nào mà làm vừa bụng được tất cả. Cho đó là mình dám tuyên bố một câu như thế. Chứ đừng có ai mà bước vào đây mà nói bây giờ tôi mà làm cái âm thanh là không có ai chê hết. Ai dám làm được thì cái gì mình cũng chịu hết. Đó, bao nhiêu mà sự hình phạt mình chịu hết, không bao giờ có các bạn. Nhưng cái quan trọng chẳng hạn như 100 khách mà trong khi đó đó được 90 mấy khách đó, đã đồng tình với các bạn thì các bạn đã gần thành công rồi đó. Đó, chẳng hạn như đi show cũng vậy, các bạn đi nguyên một cái đám cưới chẳng hạn như 100 mấy khách luôn nha, mà trong khi đó chỉ chê một người thôi, đó cũng được nữa các bạn. Còn nếu như ai mà lên mà cầm cái mica rồi mà cũng như ai cũng lắc đầu hết thì mình thấy là các bạn đã thất bại thê thảm rồi đó. Mà thường thường á là các bạn biết là thất bại về cái vấn đề nhiều gì nhiều không, là tại vì nhạc đánh ngang ngực nhưng mà tới khi ca không ra. Đó. Bởi vì cho nên là những cái vấn đề đó các bạn muốn lấy được cái đồng tiền của ta không phải là chuyện dễ nha các bạn nha. Đó, các bạn gáp một cái dàn để nghe đi chơi thì nó khác à. Còn gáp cái dàn mà để nghe nhạc và để ca là nó khác, hoàn toàn khác nhau.
Các bạn mà muốn gáp cái kiểu mà gáp tra tấn nó khác nha, còn cái thưởng thức nó khác. Nhưng mà bây giờ là cái vấn đề thưởng thức thì nó chiếm cái phần trăm rất là nhiều. Tại vì người ta muốn lên đó người ta ca để người ta thể hiện cái giọng ca. Cái thứ nhất, cái thứ nhì, nó trong cái cuộc vui đó, người ta muốn gửi gắm những cái bài hát hoặc chia sẻ những cái niềm vui. Mà khi họ đã lên rồi mà họ ca mà không cảm thấy trong lòng không có cái hứng thú thì các bạn thấy các bạn thua chắc. Cái đó là mình nói thật. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Thì các bạn thấy cái kênh mình có hay và yêu thích kênh mình thì ủng hộ, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn nha. Thì những cái gì đó mình làm thì các bạn sẽ thấy hết, để cho các bạn hiểu được là trong cái chủ ý của mình làm gì và đã đạt được những gì, để cho các bạn thấy được là cái thành công hay là cái thất bại của cái công việc của mình như thế nào hay các bạn nha. Rồi thì một lần nữa thì mình cũng xin chúc cho tất cả các bạn là luôn luôn được nhiều sức khỏe và gia đình luôn hạnh phúc, làm ăn phát tài nha các bạn nha. Rồi mình xin kính chào.